Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ món ăn đó là thịt ba chỉ, mình sẽ kho với trứng cút. Món này thì ăn với cơm rất là hao luôn. Ở đây nguyên liệu thì mình sẽ mua thịt ba rọi về như thế này, 2 miếng thì là 600 g thịt, mình sẽ kho với trứng cút. Trứng cút thì tùy theo cái lượng mình thích nhiều hay ít thì mình để vào. Ở đây thì mình chuẩn bị trứng cút đã lọc sẵn rồi hết nha các bạn. Rồi bây giờ thịt heo á thì mình sẽ xắt ra vừa miếng ăn và mình ướp chung với củ hành tím, tỏi, ớt để mình có gia vị nó được ngon lên. Thấy các bạn, bây giờ mình sẽ xắt ra. Heo sau khi mình mua về thì các bạn rửa sạch lại với muối, chanh này kia cho nó sạch. Ở đây thì mình sẽ kho với thịt ba rọi. Như vậy món thịt mình nó ăn nó vừa thịt vừa mỡ thì nó rất là tuyệt vời luôn. Thì các bạn sẽ cắt theo cái miếng thịt đó khoảng 1 cm vừa miếng ăn đó, mình kho lên với trứng cút, các bạn ăn với cơm rất là hao luôn. Mình sẽ cắt cục vuông vuông như thế này. Đấy các bạn. Vừa thịt vừa mỡ, bạn nào mà không ăn mỡ thì có thể là mình mua thịt đùi á, nó có thịt nhiều mình ăn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái phần thịt này ra, xong mình sẽ đi kho lên. Thịt mình sau khi mà mình đã xắt ra hết rồi thì các bạn sẽ cho vào một cái tô, các bạn sẽ ướp cái phần thịt này nè khoảng 15 đến 30 phút thì cái phần thịt cho nó thấm đều. Thì các bạn sẽ trộn trước, đây 600 g thịt đó thì mình sẽ cho 2 muỗng canh đường vào đây, các bạn ướp thịt khoảng 5-10 phút á thì cho thịt cái phần mỡ này nó thấm đều cái phần đường lên. Các bạn để ở ngoài nhiệt độ phòng á, cho cái phần đường nó thấm vào cái mỡ này nè, khi các bạn kho lên á nó giòn giòn ăn rất là ngon luôn á các bạn. Các bạn trộn đều lên. 5 phút sau á mình sẽ cho cái phần tỏi vào đây, các bạn sẽ ướp tỏi của hành tím á các bạn. Đó, mình trộn đều lên vậy thì cái mỡ của mình khi mà mình kho nó sẽ được giòn giòn, nó trong lên, ngon. Xong rồi thì mình sẽ cho tỏi nè, củ hành tím mình sẽ cho vào đây, các bạn sẽ ướp luôn ha. Mình cũng đã băm nhuyễn luôn. Các bạn đâm ra cũng được, là mình băm nhuyễn ra, mình trộn vào đây để cho nó thơm cái phần gia vị của mình ướp. Thì các bạn ướp 15 đến 30 phút. Xong thì các bạn sẽ cho một muỗng cà phê hạt nêm vào đây luôn các bạn. Mình ướp cái món ăn của mình đậm đà lên và nửa muỗng cà phê bột ngọt để điều vị lại. Nó ngon lên nha các bạn. Xong rồi các bạn sẽ trộn đều lên. Rồi mình sẽ ướp đây chút xíu, mình sẽ đi chế biến tiếp tục. Rồi sau khi mà nó thấm rồi ha, 30 phút sau á mình sẽ cho cái chảo lên, bắt đầu mình sẽ chế biến. Thì các bạn sẽ cho dầu vào đây rồi các bạn sẽ làm. Rồi các bạn sẽ cho hành tỏi của hành tím và tỏi vào đây, các bạn sẽ thử cho nó thơm cái phần thịt của mình đó các bạn. Đó, các bạn thử lên cái mùi thơm nó sẽ dậy lên rất là thơm. Xong rồi mình sẽ cho cái phần thịt của mình đã ướp 30 phút á, mình sẽ cho vào đây luôn rồi các bạn bắt đầu sẽ kho. Bạn kho này các bạn ăn với cơm rất là tuyệt vời luôn á. Thịt kho trứng cút rất là dễ ăn cơm luôn. Đó, bây giờ nó đã thơm nha, mình sẽ cho cái phần thịt mình ướp vào đây, các bạn sẽ xào lên cho nó săn lại. Rồi mình sẽ cho nước mắm vào đây luôn hết các bạn. Thịt tươi, các bạn kho lên ăn rất là thơm. Xào cho nó thấm đều gia vị hết nha, nó thấm cái phần đường hạt nêm của mình ướp vào đó, mình xào cho nó xong cái phần thịt của mình lại. Các bạn nhớ là mình xào cho cái phần thịt của này nè nó săn lại, thịt mình nó sẽ được thơm. Các bạn đừng có xào vừa vừa, mình xào cho nó hơi vàng vàng, nó xếp cạnh như thế này lên nè. Rồi xong mình thêm gia vị vô nữa, rồi mình có nước dừa tươi á thì các bạn sẽ để vào kho, nếu mình không có thì có thể là mình kho nước lọc cũng được. Nước dừa tươi thì nó vừa xiêm á, nó càng ngon hơn. Đó, bây giờ phần thịt của mình bắt đầu nó săn lại này các bạn, mình sẽ cho cái phần gia vị vào tiếp tục nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái nước màu vào đây ha, các bạn thắng trước hoặc là các bạn sử dụng nước màu mình mua ngoài siêu thị cũng được hết. Mình cho một ít mình tạo màu cái món ăn của mình nó được ngon. Rồi mình sẽ cho cái phần nước mắm vào đây, thì các bạn sẽ cho 2 muỗng nước mắm vào đây ha. Đó. Xong rồi các bạn sẽ trộn đều lên cho nó thấm đều gia vị lên, rất là thơm luôn, mùi nước mắm nó dậy lên rất là thơm. Xong rồi mình sẽ cho tương ớt vào đây luôn các bạn, mình cho tương ớt vào đây thì tạo cái độ sánh là cái món ăn mình lên màu sắc rất là đẹp khi mà mình chế biến món ăn á.
Rồi các bạn trộn đều gia vị lên hết, xong mình sẽ cho cái phần nước dừa tươi vào đây. Rồi mình sẽ kho chút xíu cho cái phần thịt này nó mềm, nó thấm đều gia vị lên. Rồi mình sẽ để phần trứng vào đây, các bạn sẽ kho tiếp tục lên nhé các bạn. Mình sẽ cho nước dừa vào. Đó. Xong rồi các bạn sẽ dặn lửa riu riu á, cho cái phần nước dừa này nè nó thấm đều gia vị vào cái miếng thịt, giống như mình kho tàu vậy đó các bạn. Mình kho riu riu cho nó thấm đều ha, rất là ngon luôn. Cái món này nè các bạn làm vừa dễ mà ăn lại ngon nữa. Khi mà thịt của mình nó sôi lên á thì các bạn chịu khó mình vớt cái phần những cái phần bọt này ra ngoài ha các bạn. Mình bỏ cái phần bọt này nè đó, thì các bạn vớt bọt ra. Rồi mình sẽ dặn lửa nhỏ nhỏ riu riu từ từ, mình kho cho nó thấm đều gia vị vào đây. Rồi chút xíu các bạn sẽ nêm lại cái khẩu vị của mình á, ăn lạc như thế nào thì các bạn sẽ nêm theo cái khẩu vị của mình. Ở đây mình chia sẻ là khẩu vị vừa hợp với gia đình của mình á, rất là ngon luôn, thơm, mùi thơm bốc lên nó. Bây giờ mình sẽ dặn lửa nhỏ nha các bạn ơi. Mình thích ăn trứng cút nó thấm đều luôn á thì mình sẽ để vào đây luôn ha các bạn. Bạn nào mà thích ăn trứng cút mà nó không có cứng á thì gần chín á mình đổ vô cũng được. Ở đây mình thích ăn trứng cút nó thấm đều thì mình sẽ cho cái phần trứng cút mình lục sẵn vào đây nè. Mình sẽ kho chung luôn với riu riu riu, giống như mình kho tàu vậy đó các bạn. Đó, mình kho chung như này luôn cho cái trứng cút của mình nó thấm trong cái nước sốt của mình á, nó sẽ được ngon hết đó. Bây giờ mình sẽ dần lửa riu 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 từ từ. Trứng cút của mình với thịt á mình đã kho được cũng khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ á, 30 phút á, thì bắt đầu nước nó sắc lại, nó rất là keo và ngon như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ nêm lại ha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho thêm một muỗng nước mắm nữa là cuối cùng để mình ăn với cơm, nó sẽ dậy lên cái mùi thơm của mình kho. Đó, các bạn sẽ nêm lại. Hồi nãy mình cho 2 muỗng, bây giờ mình sẽ cho thêm một muỗng nữa là 3 muỗng nước mắm để cho nó thơm cái món ăn của mình hết các bạn. Rồi mình sẽ cho nó săn nó quế quéo là mình ăn nó mới ngon. Bạn nào mà thích ăn nước như vậy thì các bạn sẽ để như vậy các bạn trên cơm mà các bạn cho nó keo lại rồi các bạn sẽ ăn. Xong rồi các bạn thấy không, nước màu sắc lên rất là đẹp và ngon, nó keo là như thế này. Các bạn ăn với cơm rất là bắt luôn, các bạn chấm một rau luộc hoặc là rau sống rất là tuyệt vời. Cái món thịt kho trứng cút của mình với thịt ba chỉ như thế này rất là tuyệt vời hết các bạn. Vừa thịt vừa mỡ. Và xong mình sẽ cho phần ớt vào đây cho nó cay cay. Mình thích ăn cay nhiều nên là cho ớt nhiều vô. Mình cho ớt vào đây. Đó. Rồi video mình chia sẻ cái món ăn thịt kho trứng cút lần này cũng đã xong rồi. Mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi mình cái món thịt kho trứng cút. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Trong mấy phút qua, thân ái chào các bạn.